Và bây giờ các em thiếu nhi ơi, và chúng ta sẽ đến với một tiết mục tiếp theo cũng rực rỡ không kém, với một vũ khúc có tên gọi là Yellow Rose của vũ đoàn Vietnamese Asian, Vietnamese American. Thank you.
Vâng, và đó là tiết mục Yellow Rose của Dance of Asian American. Can you give Dance of Asian American another round of applause, please?